Tôi đi hướng đạo từ năm 1962. Lúc đó chú bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. Dạ, thưa chú là... Năm 56 chứ, năm 1956. Năm 1956 lúc đó mới cưng. 56 là hướng đạo ngoài Bắc hả? Không, ở Bình Định. Năm 54 là Hiệp định Geneva. Và năm 1956 là ở chỗ tôi thành lập cái Liên đoàn Hướng đạo. Như vậy là Liên đoàn Hướng đạo ở Việt Nam bãi sậy Liên đoàn đó có từ năm 1956. Ngay khi mà thành lập là tôi là một người đầu tiên. Dạ, và thưa chú thì lúc đó là chú mới chỉ có là khoảng mười mấy tuổi thôi, thì ai là người dẫn dắt chú vào hướng đạo? Hay là chú cảm thấy tại sao hứng thú mà chú vào vậy? Hay là ba mẹ chú? Lúc đó ông cậu ruột của tôi là một liên đoàn trưởng của Liên đoàn Hướng đạo. Cho nên khi mà ổng thành lập, trước kia ổng là một người hướng đạo sinh ở Huế. Và trong 9 năm mà Cộng sản xâm chiếm cái tỉnh Bình Định đó, thì là hướng đạo không còn. Nhưng mà khi mà năm 1954 có Hiệp định Geneva rồi đó, thì sau đó trong thời Tổng thống Ngô Đình Diệm thì hướng đạo rất phát triển. Như vậy đó thì thưa chú là cái thời mà vàng son của hướng đạo Việt Nam dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm, và sau đó đó thì hướng đạo đã gặp những cái khó khăn nào? Những hướng đạo sinh như chú có bị Cộng sản làm khó không? Có bị gọi là tìm đến không? Dĩ nhiên. Tại sao Cộng sản phải giải thể hướng đạo sinh Việt Nam? Dĩ nhiên là hướng đạo là một cái phong trào có tổ chức của thế giới mà Cộng sản không ưa, bởi vì nó nói rằng một sản phẩm của đế quốc, của thực dân là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là cái phong trào hướng đạo là phong trào đào tạo công dân, mà đào tạo công dân theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Là, tức là đó là một cái tư tưởng tự do, tự do giúp đỡ người khác và gắn bó với nhau quá thì có thể là họ sợ hãi cái sự gắn bó và có thể không nắp được nhiều người quá không? Lúc mà năm ngàn, chúng tôi sinh hoạt liên tục cho tới năm 1975, và sau năm 1975 thì tôi ra ở tù, do ra ngoài Bắc thì ở trong các cái trại tù chúng tôi cũng kết hợp được các hướng đạo sinh, các trưởng, và sinh hoạt âm thầm với nhau. Đến khi được chương trình HO qua đây thì tôi tiếp tục, và vừa sinh hoạt với hướng đạo mà vừa là phóng viên của nhà báo. Và tôi là phóng viên Lê Tam Anh đã viết báo nhiều và là một người bạn của anh Du Miên. Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, vậy ai là người có công trong hướng đạo để mà phát triển hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại sau khi mà chúng ta đã phải bỏ đi? Cái người mà bây giờ là tiêu biểu nhất là trưởng Trần Văn Khắc. Người đó bây giờ là bên hướng đạo là tiêu biểu, một lần người tiêu biểu mà hàng năm có ngày tiểu tưởng nhớ tới người. Và kính thưa quý khán giả, sau khi mà lá cờ của trại Thành Tiến 12 tại miền Nam California đã được kéo lên, tất cả các anh chị trưởng phụ trách trại trong năm nay đã được giới thiệu, thì tiếp đến nữa tất cả các hướng đạo sinh tham dự trong trại Thành Tiến năm nay sẽ cùng làm băng reo. Đây là băng reo của hướng đạo, sẽ là hành động rất là vui nhộn, và mọi người sẽ còn phải quăng đồ, quăng mũ lên nữa, nhưng mà cái này là có cái then, có cản cho nên là sẽ hơi khó một chút xíu, nhưng mà các trưởng ở phía trên ở sân khấu là đang sẵn sàng, và cái này là lên mất khó vì do đó cho nên là các em đang di chuyển lên để làm băng reo, là sẽ quăng đồ
nha. Đây là không khí rất là vui để mà tạo ra một cái sự hứng khởi để bắt đầu cho một kỳ trại. Và từ Liên đoàn Diên Hồng của miền Tây Nam Hoa Kỳ, rồi Liên đoàn Trường Sơn, Liên đoàn Chi Lăng, tất cả đều đang sẵn sàng. Và quý vị thấy là đây, Liên đoàn Việt Hùng, Liên đoàn Hoa Lư là những liên đoàn rất là quen thuộc, hầu như là đều có mặt ở trong các hội chợ Tết của sinh viên Việt Nam tại chúng ta đó, thì đều có hết. Đa xuống tấm này. Luba, 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 Luba. Và đây là băng ghế của chạy. Luba, 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 Luba. Vâng, thưa Mỹ Linh cũng như là thưa quý khán giả của đài, là phải nói là cảm giác không những của chỉ của riêng Phong mà của tất cả mọi người ở đây, gồm các quan khách, các huynh trưởng cũng như là các em đoàn sinh và các phụ huynh, là rất là vui. Vui vì chúng ta đã trải qua một cái mùa dịch suốt gần 3 năm chờ mà đã làm gián đoạn cái thời gian chúng ta chuẩn bị cho một cái chạy thẳng tiến, mà tới ngày hôm nay chúng ta tổ chức được một cái chạy quy mô như thế này với cái sự tham dự của trên 700 chạy sinh tại cái chạy thẳng tiến ngày hôm nay, với lại công sức của các trưởng trong ban tổ chức bỏ vào. Khi mà thấy cái kết quả như vậy thì nó rất là xứng đáng và nó rất là khích lệ đối với tất cả các trưởng. Và đặc biệt là mỗi lần chạy thẳng tiến không những là một cái dịp hợp bạn cho các anh chị em hướng đạo sinh ở tại địa phương, mà còn là một cái dịp gặp mặt, hàn huyên cũng như là gặp lại những người anh chị em hướng đạo Việt Nam ở tại hải ngoại khắp nơi, như là từ các cái tiểu bang về đây, cũng như là từ Gia Na Đại và từ một số những cái nơi, những quốc gia xa khác nữa cùng về đây để mà có một cái kỳ chạy họp mặt. Vì một cái chạy thẳng tiến như vậy tổ chức chỉ 4 năm một lần, cho nên nếu mà mỗi kỳ thẳng tiến mà chúng ta mà không có đi được thì chúng ta rất là tiếc, tại chúng ta phải đợi 4 năm sau nữa. Dạ. Dạ, cho nên đó nói chung là cái cảm giác là rất là vui. Dạ. Dạ. Nhưng mà năm nay đó thì có từ những nước nào xa đến tham dự không anh? Dạ vâng, như lúc nãy trưởng Nguyễn Tư Nhân, chạy trưởng, có giới thiệu có một trưởng đến từ Pháp, là trong ban báo chí của chạy, cũng như là đúng ra thì nếu mà không vì cái tình trạng cơn dịch đó thì sẽ có nhiều hơn các hướng đạo sinh cũng như các huynh trưởng từ các cái quốc gia khác như là Úc, như là Đức, Pháp về tham dự nhiều hơn nữa. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu là sau cơn dịch rồi thì cái chuyện đi lại nó khó khăn, mà chưa kể là giá vé máy bay bây giờ đang lên cao nữa. Cho nên tuy là cái chạy không có nhiều được bằng những cái kỳ chạy mà trước cái cơn dịch, nhưng với cái con số như vậy trên 700 chạy sinh thì thực sự nó là một cái sự khích lệ rất là lớn đối với ban tổ chức, để mà chúng ta quan trọng là để chúng ta giữ cái lửa, giữ cái tinh thần để mà sẽ có kỳ chạy thẳng tiến 13 năm sau nữa. Dạ vâng, dạ vâng. Thêm đẹp bao ta áo
mỗi người cho ai đứng ngần ngơ. Giảng em e ấp nón bài thơ, áo dài cổ kính thành rêu phù. Nhiều dàng trên lãng Huế mong mơ. À, đúng như vậy, và hai đứa con của Cao Minh Hưng cũng đã từng sinh hoạt trong hướng đạo trước đây, những cái trại hè thẳng tiến. Lần này thì rất là vui, các em thiếu nhi công tác là bình tình nghệ sĩ. Có một số em chắc có thể là chưa có đi sinh hoạt hướng đạo, thì đây là một cái dịp để các em đến đây có thể sinh hoạt, để thấy các bạn cùng trang lứa của mình sinh hoạt cũng trong một cái trại hè như thế nào. Và chúng em cũng mang đến cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam mình đến với tất cả các bạn cùng trang lứa. Dạ, và bản thân Cao Minh Hưng có là trưởng của hướng đạo để mà giúp đỡ cho các em hướng đạo sinh nhỏ hơn chị, không? Chỉ phụ giúp các trưởng thôi chứ không có là trưởng. Dạ, nhưng mà chắc anh rất là thích hướng đạo, rất là thích cách sinh hoạt hướng đạo, phải không? Sinh hoạt là một cái điều phải nói rất là không gian rất là lành mạnh, nhưng mà đặc biệt là đối với các em trẻ, nếu mà đang theo dõi chương trình, hy vọng là các em cũng nên sinh hoạt, tại vì nó sau này nó giúp cho các em không nghĩa là mình tự tin và cũng rất là tốt sau này khi mà đi vào đại học, thì cũng là một trong những cái qualification, những cái trường đại học mà khi mà thấy có những cái sinh hoạt hướng đạo như vậy mà các em là Go Scout, là Go Award thì là rất là tốt. Như vậy là các em viết trong cái resume đúng rồi. Là sẽ rất là được. Rất là tốt. Tại vì hướng đạo sẽ giúp cho các em rất là nhiều các kỹ năng ở trong cuộc sống, đặc biệt là sinh hoạt nhóm là các em sẽ rất là tốt. Ok, bây giờ thì Mỹ Linh sẽ... Giang chào quý vị. Hôm nay các bạn cũng rất thích múa và biểu diễn hôm nay ở hướng đạo hôm nay rồi. Evelyn có gì nói nữa không? Dạ, Evelyn thì rất khuyến khích các bạn tham gia trong những hướng đạo, thì con thấy rất vui, mình đi những sinh hoạt giống vậy rất vui luôn. Alright, thank you. Giang cảm ơn mọi người. Watching Việt Nam America TV. Yeah!